Hồ được biết đến là giọng ca trẻ đầy tài năng của làng nhạc Việt. Suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, anh sở hữu khá nhiều bản hit nhưng cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều từ khán giả yêu nhạc. Phát Hồ có tên thật Hồ Đắc Hoàng Phát, sinh năm 1999 tại Cà Mau, là ca sĩ chính trong nhóm nhạc X2X nổi đình nổi đám trên mạng xã hội thời gian qua với ca khúc Cô Thắm Không Về. MV cùng tên sau khi ra mắt đã lọt top 1 trending trên YouTube với 24 triệu lượt xem, một con số vô cùng ấn tượng và hiện tại nó đã tăng lên 184 triệu lượt. Thành công là thế, ít ai biết rằng Phát Hồ sinh ra trong một gia đình có gia cảnh khó khăn và từng bươn trải rất nhiều việc để kiếm sống. Sau khi học xong cấp 3, nam ca sĩ thi đỗ vào trường đại học nhưng không học hết. Thời điểm ấy, Phát Hồ làm đủ nghề, kể cả đi pha chế ở các quán. Sau đó, nam ca sĩ may mắn được một team ngoài Hà Nội phát hiện và định hướng vào con đường âm nhạc. Bản thân anh chàng này cũng có một niềm đam mê với âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ, rất thích hát và đặc biệt là hát cùng các nhạc cụ dân tộc. Những năm học cấp 3, Phát Hồ rất tích cực và năng nổ tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ tại trường và lớp. Năm lớp 11, chàng trai trẻ còn tham gia vào nhóm nhạc nhỏ nhưng không có điều kiện để theo đuổi đam mê. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, 9X theo học chuyên ngành công nghệ thông tin. Học được hơn một năm, anh bỏ ngang chừng và quyết tâm theo đuổi âm nhạc đến cùng. Với sự thành công từ bản hit Cô Gái Miền Tây và Cô Thắm Không Về, Phát Hồ được nhiều khán giả biết đến hơn. Ngoài ra, nam ca sĩ còn có hai ca khúc hot không kém, đó là Cố Gian Tình và Yêu Là Cưới, đều lọt top 1 trending. Phát Hồ từng chia sẻ, bản thân thấy buồn khi nghe nhiều ý kiến chê nhạc miền Tây là phèn, quê mùa, kém sang, chợ. Không chỉ anh mà các nghệ sĩ miền Tây, rất nhiều người vẫn bị đánh giá thấp, thậm chí thiếu tôn trọng. Nhưng một người con miền sông nước như anh luôn tự hào khi theo đuổi con đường âm nhạc mang hơi thở miền Tây. Sự chỉnh chu về mặt hình ảnh, hòa âm phối khí ấn tượng trong mỗi sản phẩm là cách để Phát Hồ chinh phục cũng như thay đổi quan niệm của khán giả về nhạc miền Tây. Mỗi nơi sẽ có một màu sắc âm nhạc mang hơi hướng văn hóa riêng của từng vùng. Có rất nhiều thể loại âm nhạc hiện nay được các bạn trẻ yêu thích như rap, hip hop, pop, R&B, ballad. Nhưng mỗi lần các bạn miền Tây ra sản phẩm dù được đông đảo yêu thích, thậm chí lượt view vài trăm triệu cũng đang bị xem thường và chưa được công nhận đúng với giá trị công sức của những con người tạo ra nó. Không phải tất cả nghệ sĩ xuất thân miền Tây hay hát nhạc hơi hướng miền Tây Nam Bộ đều bị vấn đề trên. Vẫn có nhiều nghệ sĩ thành danh và được yêu mến tôn trọng. Tuy nhiên, không thể chối bỏ thực trạng chung là âm nhạc miền Tây đang bị đánh giá thấp trong mắt khán giả. Là một người con miền Tây Nam Bộ, Phát đã và đang cố gắng từng ngày để thay đổi và phát triển âm nhạc của mình để một ngày đạt ước mơ vươn tầm cao hơn trong nước và cả khi ra nước ngoài, anh chia sẻ. Dù ra mắt rất nhiều MV mang về những thành tích ấn tượng, tuy nhiên độ nhận diện của Phát Hồ vẫn chưa cao. Chính vì lẽ đó, trong năm 2023, nam ca sĩ đã nỗ lực rất nhiều để khẳng định hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Quên Một Người Thương Em là sản phẩm được giọng ca quê Cà Mau đầu tư chỉnh chu về âm nhạc lẫn hình ảnh để hướng đến một hình tượng nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thế nhưng netizen lại chú ý đến việc anh chàng này kết hợp với nàng hot girl ED, Hơi Duyên Bật Rồng. Cô nàng được mệnh danh là Bông Hồng Lai này, thời điểm năm ngoái gây sốt khắp cõi mạng bởi nhan sắc đậm chất Tây. MV Quên Một Người Thương Em là câu chuyện tình éo le của nhân vật nữ chính do Hơi Duyên Bật Rồng thủ vai, còn Phát Hồ đóng vai một người kể chuyện dẫn dắt mạch cảm xúc của khán giả. Là câu chuyện về cô gái với đường tình duyên lận đận, đau khổ trong hôn nhân, bị giằn xé giữa tình cảm của hai người đàn ông. MV kết thúc với plot twist bất ngờ khiến người xem vô cùng ngạc nhiên. Tính đến thời điểm hiện tại, đứa con tinh thần của Phát Hồ đã thu về 240.000 lượt xem trên YouTube. Nói thêm về Hơi Duyên Bật Rồng, cô sinh năm 2000, nổi tiếng khoảng 3-4 năm nay trong vai trò người mẫu ảnh. Hiện tại, người đẹp là sinh viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk và đã được một công ty âm nhạc chọn làm nghệ sĩ độc quyền. Hình ảnh Hơi Duyên Bật Rồng với cặp mắt sâu, lông mày sắc sảo, sống mũi cao và thẳng, đôi môi căng mọng, làn da trắng như bông bưởi cùng chiều cao lên đến 1m70 đã nhận bảo tim của dân mạng sau khi đăng tải. Nhiều người đã dành những lời khen có cánh cho cô gái dân tộc ED này. Hơi Duyên Bật Rồng đẹp quá, ấn tượng lắm, nhìn giống các cô gái châu Âu, đẹp như một thiên thần vậy. Có lẽ bạn là một trong những ứng cử viên để giành vương miện Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023. Có cả bình luận cho rằng Hơi Duyên Bật Rồng sở hữu nét đẹp giống như Marian Rivera, người được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Philippines. Trong những bức ảnh đời thường, Hơi Duyên có ngũ quan hài hòa, gương mặt lạ và có chất riêng. Vẻ đẹp rất Tây khiến Hơi Duyên bị lầm tưởng là con lai hoặc đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Em đi đâu cũng gặp câu hỏi quen thuộc là có phải con lai hay không, hỏi em có phẫu thuật thẩm mỹ không, nhưng em khẳng định mình là người ED và mặt cũng nguyên bản 100%, chưa chỉnh sửa gì, người đẹp thừa nhận.